Mình được Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 16 tháng 12 năm 2022, và theo âm lịch hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Quý Mão tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần, và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Cầu Trần, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành niên mệnh kim bạch kim ngày Quý Mão, tức can sinh cho chi, nghĩa là thủy sinh cho mộc, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm kim bạch kim kỷ tuổi đinh dậu tân dậu, ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi kỷ hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày mão lục hợp với tuất, tam hợp với mùi và hợi, thành mộc cục xung với dậu, hình tý, hại thìn, phá ngọ và tuyệt thân. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi tân dậu, đinh mão, tuổi xung trong tháng, tuổi giáp ngọ, canh ngọ, bính tuất, bính thìn. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao thiên quý tốt mọi việc, sao thiên thành tốt mọi việc, sao tuế hợp tốt mọi việc, sao hoạt điệu tốt nhưng gặp thục tử thì xấu, sao dân nhật thời đức tốt mọi việc, sao ngọc đường hoàng đạo tốt mọi việc, và ngày hôm nay là ngày trực tinh đại cát, có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao thiên cương xấu mọi việc, sao thiên lại xấu mọi việc, sao tiểu hao xấu về giao dịch mua bán cầu tài lộc, sao thủ tử xấu mọi việc trừ săn bắt, sao địa tặc xấu đối với khởi tạo an táng khởi công động thổ, sao lục bất thành xấu mọi việc, và ngày hôm nay là ngày trùng tang kỵ về cưới hỏi an táng khởi công động thổ xây dựng về nhà cửa. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông nam, tài thần hướng tây bắc, và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 16 tháng 12 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày 16 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang có điềm báo, trải qua một ngày làm việc nặng nhọc cả về thể xác lẫn tinh thần, do bạn đang chịu tác động từ cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu gây ra. Khó khăn là vậy, nhưng với bạn tuổi Tý gần như không nhận được sự trợ giúp của bất cứ ai từ những người xung quanh, mọi thứ đều phải tự lực cánh sinh. Trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý, bạn nên học cách nhìn toàn cục vấn đề, thay chỉ vì chú ý tới vài lợi ích nhỏ lẻ mà bỏ qua việc lớn. Thực tế là không gian phát triển vẫn hoàn toàn rộng mở, thăng chức hay là tăng lương đều nằm trong tầm tay của bạn nếu như bạn biết tận dụng cơ hội và xuất sắc vượt qua mọi sóng gió. Ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có thủy sinh cho mộc, và lời khuyên của chúng tôi dành cho những bạn đang còn độc thân là xin ra ngoài tìm kiếm cơ hội để nên duyên đôi lứa. Đừng có lúc nào cũng viện cớ công việc bận rộn mà từ chối tình yêu. Người bận rộn đến đâu cũng có thể dành chút thời gian cho người mà mình mong nhớ. Điều này cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới công việc của bạn nhé.
Về câu quýt cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, làm việc nặng nhọc cả về thể xác lẫn tinh thần. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, gần như không nhận được bất cứ sự trợ giúp nào. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, mọi thứ đều phải tự lực cánh sinh một mình. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, nên học cách nhìn toàn cục thay vì tiểu tiết. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, người độc thân nên năng ra ngoài tìm kiếm cơ hội về tình cảm. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 19, số 72, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân. Tử vi tuổi Sửu thứ sáu ngày 16 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn trở nên quyết đoán hơn trong công việc của mình. Bạn tuổi Sửu, bạn có chính kiến riêng của mình, cũng nhờ thế mà sẽ được cấp trên đánh giá cao và trao cho nhiều trọng trách quan trọng hơn nữa. Trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu, bạn mệnh biết mình cần gì, muốn gì, tự đặt ra những mục tiêu cho mình và nỗ lực chạm tới đích. Điều này sẽ giúp cho bạn hào hứng, sẵn sàng phác thảo ra những kế hoạch tiếp theo để không uổng phí tài năng cũng như là thời gian. Nắm bắt được cơ hội kịp thời cũng là bí quyết tạo dựng thành công cho mình đó bạn tuổi Sửu nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy, khiến cho đôi bên không thể hiểu nổi suy nghĩ của đối phương. Bạn mệnh cần phải học cách kiềm chế cảm xúc của mình, đừng có lúc nào cũng làm mọi thứ theo ý mình, rồi khiến cho người ấy phải chịu tổn thương và buồn phiền như thế nữa bạn tuổi Sửu nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim trở nên quyết đoán hơn trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy sẽ được cấp trên đánh giá cao và trao cho nhiều trọng trách quan trọng. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa tự đặt ra mục tiêu cho mình và nỗ lực chạm tới đích. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ nắm bắt được cơ hội kịp thời để tạo dựng những thành công. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, đôi bên không thể hiểu những suy nghĩ của đối phương. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 20, số 88, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Dần thứ sáu ngày 16 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hội trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn nâng đỡ cho con đường tình duyên của bạn có được nhiều sự khởi sắc rực rỡ. Đào hoa khoe sắc sẽ giúp cho những ai đã có đôi có cặp có nhiều khả năng tiến tới hôn nhân để có thể sớm tối chăm sóc cho nhau. Trong ngày thứ sáu này, đối với những người đang còn độc thân, đừng có mãi nuối tiếc về những gì đã diễn ra trong quá khứ mà tự đóng lại cánh cửa ở hiện tại và tương lai của mình. Nếu như có duyên thì đã chẳng bỏ lỡ nhau, còn đã không phải là của nhau nữa, tức là hai bạn đã hết duyên rồi. Hãy nhìn về phía trước mặt và tự động viên phải sống tốt hơn nữa bạn tuổi Dần nhé. Và trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho con đường tài lộc của bạn có được thu nhập ổn định, thu nhập tốt, cho nên với bạn không cần phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc. Khi đã có được sự tự tin về tài chính, với bạn dẫu có gặp phải chuyện gì đi chăng nữa cũng dễ dàng xoay sở hơn. Về câu quýt cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ sáu này,
Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, đường tình duyên có được sự khởi sắc rực rỡ, đào hoa khoe sắc. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, các cặp đôi có nhiều khả năng tiến tới hôn nhân. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, người độc thân đừng có mãi nuối tiếc về quá khứ. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, có đường tài lộc được ổn định, thu nhập vẫn duy trì tốt. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, dễ dàng xoay sở mọi thứ khi có được sự tự tin về tài chính. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 70, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mão thứ sáu ngày 16 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên tài đỏ mệnh, cho nên về phương diện tài lộc của bạn trong ngày hôm nay khá là vượng. Bạn mệnh có được nhiều cơ hội kiếm tiền hơn hẳn những ngày trước đó. Bạn cho thấy sự nhanh nhẹn, năng động, cho nên có thể biến những cơ hội, cơ may kiếm tiền thành thực tế cho mình nữa. Và trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mão, chỉ dựa vào khả năng của bản thân và một chút may mắn từ vận khí tốt, với bạn hoàn toàn có thể tự mình gây dựng được những cơ sở vật chất vững chắc để làm nền tảng cho sự phát triển về sau này. Bạn tuổi Mão, bạn đang có lợi thế hơn những người khác, cho nên đừng có do dự mà bỏ lỡ thời cơ đáng tiếc tới với mình, bạn tuổi Mão nhé. Tuy nhiên á, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này lại khiến cho nhân duyên của bạn lại có phần ảm đạm. Mặc dù với bạn đã trao gửi tình cảm chân thành của mình cho đối phương, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng và thờ ơ của đối phương dành cho bạn. Bạn mệnh cảm thấy thất vọng, chán nản, không tin vào tình yêu nữa và muốn buông xuôi tất cả nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, tài lộc vượng, có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn hẳn trước đó. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, biến những cơ sở cơ may về tiền bạc thành thực tế nhờ sự nhanh nhẹn của mình. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, tự mình gây dựng được những cơ sở vật chất vững chắc cho sau này. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, nhân duyên ảm đạm, tình cảm gửi trao không được hồi đáp. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, dần không tin vào tình yêu và muốn buông xuôi tất cả. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 52, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu tím, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Thìn thứ sáu ngày 16 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Mão Thìn tương hại. Điều này làm cho bạn phải đối mặt với nhiều khó khăn, cho nên vấp phải không ít những sóng gió trong chuyện tình cảm lứa đôi. Có nhiều vấn đề dù người ngoài đều nhận ra, nhưng người tuổi này là người trong cuộc, cho nên vẫn u mê không tỉnh táo. Bạn liên tục phạm phải những sai lầm đáng tiếc rồi tự chuốc lấy những tổn thương cho bản thân mình. Và trong ngày thứ sáu này với bà tuổi Thìn, đối với những người đã có gia đình, do không dành đủ thời gian để quan tâm chăm sóc cho người bạn đời của mình, cho nên tình cảm vợ chồng ngày càng xa cách, mối quan hệ ngày càng có nhiều khoảng trống vắng, cho nên dần phai nhạt. Và nếu như với bà tuổi Thìn và nửa kia không nhanh chóng tìm cách vun đắp bồi dưỡng thì hạnh phúc sẽ có ngày tan vỡ nhé. Tình cảm rối ren là thế, nhưng với bạn tuổi Thìn vẫn thể hiện được sự chuyên nghiệp và trách nhiệm khi không để cho những vấn đề bên lề ảnh hưởng tới công việc của mình. Bạn không quản ngại khó khăn, sẵn sàng đảm đương những nhiệm vụ mà người khác lắc đầu. Con đường mà bạn đang đi có thể không như số đông, nhưng khi chinh phục được sẽ giành lấy được thành công rất đáng ngưỡng mộ nữa bạn tuổi Thìn nhé.
Về câu quýt cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa gặp nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm lứa đôi. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ nên tỉnh táo trong chuyện tình cảm để tránh tự chuốc lấy những tổn thương. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, tình cảm vợ chồng ngày càng xa cách do ít có thời gian quan tâm tới nhau. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim thể hiện được sự chuyên nghiệp và trách nhiệm của mình trong công việc. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, chinh phục khó khăn và tự giành lấy thành công cho mình. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 56, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tỵ thứ sáu ngày 16 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính quan độ mệnh. Điều này sẽ giúp cho con đường công danh, sự nghiệp của bạn có dấu hiệu phát triển rõ rệt. Sự khéo léo của mình, bạn dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp và cấp trên rất hài hòa. Hơn nữa, với bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ sáu này, bạn luôn có trách nhiệm với những việc mà mình đang làm và nỗ lực để đạt được kết quả tốt nhất. Thành quả mà bạn nhận được chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự cố gắng và cả vất vả bấy lâu nay của bạn không uổng phí chút nào. Thêm vào đó, vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tỵ cũng đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Điều này cũng sẽ giúp cho bạn hàn gắn được các vết nứt trong chuyện tình yêu lứa đôi, hiểu nhầm được cởi bỏ cũng là lúc hai bạn nhận ra tình cảm dành cho đối phương vẫn chưa từng thay đổi. Sau cơn mưa trời lại sáng, mối quan hệ của hai bạn ngày càng thêm khăng khít sau những lần giận hờn như vậy nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, con đường công danh, sự nghiệp tiến triển rõ ràng. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa ở nơi làm việc. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, có trách nhiệm với những việc mà mình đang làm. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, nhận được thành quả sau bao nhiêu cố gắng vất vả bấy lâu. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, có được cơ hội hàn gắn các vết nứt rạn vỡ trong chuyện tình cảm. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 94, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ngọ thứ sáu ngày 16 tháng 12 năm 2022. Với ba tuổi Ngọ bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy dưới sự tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu, điều này có thể sẽ làm cho bạn vấp phải những chuyện không lành trong vận trình của mình ngày hôm nay. Điềm báo tử vi cho thấy họa thị phi luôn lơ lửng ở trên đầu. Với bạn tuổi Ngọ, khi bị kẻ tiểu nhân ganh ăn tức ở nên tung những lời đồn đoán không đúng sự thật nhằm hạ bệ uy tín của bản thân bạn nữa nhé. Ngày thứ sáu này với bạn tuổi Ngọ cũng không phải là ngày thích hợp để cho bạn tiến hành các kế hoạch về kinh doanh tài chính nếu như bạn không muốn bị thua lỗ, thậm chí là mất trắng tay. Vận khí không ủng hộ thì với bạn tuổi Ngọ có thể vấp phải những vấn đề bất lợi như là cạnh tranh không lành mạnh, đối tác trở mặt, hàng hóa gặp trục trặc, đi xe cũng gặp những bất trắc ở trên đường nữa. Bù lại, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Ngọ, bạn lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này sẽ báo hiệu cho bạn trên phương diện tình cảm đón nhận nhiều tin vui trong ngày. Người độc thân có thể sẽ được dẫn mai mối quyên bít với đối tượng ưng ý, trong khi đó người có đôi có cặp cũng tìm thấy được sự cân bằng và hòa hợp trong mối quan hệ của mình. Cả hai không còn mâu thuẫn, bất đồng như trước nữa, mà thay vào đó là sự nhún nhường và hòa thuận hơn. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ sáu này,
tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim gặp phải những chuyện không hài lòng do vận trình sa sút. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy đề phòng họa thị phi, tiểu nhân tung lời đồn thổi. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa có thể sẽ bị tổn thương về uy tín do kẻ xấu ganh ăn tức ở. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ không nên mạo hiểm tiến tới những kế hoạch kinh doanh mạo hiểm ngày hôm nay. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc phương diện tình cảm đón nhận nhiều tin vui. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 10, số 72, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu da cam, quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ sáu ngày 16 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mạo mùi trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho tâm trạng của bạn vô cùng là hứng khởi khi đón nhận những tin vui tới tấp trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Mùi, bạn có được cơ hội thể hiện được năng lực của bản thân, biến những thách thức thành cơ hội, từ đó khẳng định được vị thế của mình trong công việc hiện tại. Thành công không còn quá xa xôi nữa nếu như bạn tuổi Mùi biết tận dụng cơ hội lần này. Và ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mùi, vận trình tài lộc của bạn cũng có những dấu hiệu tăng lên một cách nhanh chóng. Bạn tìm được những đối tác rất ăn ý, đôi bên lại có sự uy tín và tin tưởng lẫn nhau, cho nên quá trình hợp tác diễn ra vô cùng là suôn sẻ. Khả năng phát tài phát lộc của bạn đang rất lớn, hứa hẹn cuối năm sẽ trúng quả rất đậm nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mùi cũng không hẳn đã có những điều tốt đẹp khi bạn đang gặp ngày có ngũ hành tương xung, báo hiệu cho bạn rằng với bạn cũng dễ gặp phải những trục trặc về chuyện tình cảm. Người đã có đôi có cặp dễ nảy sinh nghi kỵ, hiểu lầm đối phương, tình cảm cũng bị tổn thương mà rạn nứt. Vợ chồng cận kề bên nhau nhưng lại chẳng thể nào hiểu được người kia đang suy nghĩ gì. Ngoài ra cũng có thể vì chuyện nuôi dạy con cái mà dẫn tới mâu thuẫn với nhau nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, tinh thần hứng khởi khi đón nhận nhiều tin vui trong ngày. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy biến những thách thức thành cơ hội để khẳng định vị thế. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa thành công không còn quá xa xôi nếu như bạn biết tận dụng cơ hội. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ vận tài lộc có dấu hiệu tăng lên nhanh chóng. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc dễ gặp phải những trục trặc về chuyện tình cảm. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 25, số 76, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Thân thứ sáu ngày 16 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang có điềm báo, vận trình của bạn trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng ảm đạm khi bạn đang gặp hung tinh là Kíp Tài vây hãm. Phương diện tài lộc bị ảnh hưởng nhiều, nhất là khi các kế hoạch về cầu tài hay là kinh doanh đều gặp phải ít nhiều trục trặc. Tiền bạc bủa ra như muối bủa biển, khó thu hồi được vốn, công sức bấy lâu trở thành vô ích khiến cho bạn xót xa vô cùng. Bởi với bạn tuổi Thân trong ngày thứ sáu này đang vướng bận quá nhiều tới vấn đề riêng cho nên bạn không thể nào tập trung cho công việc của mình. Điều này dẫn tới việc bạn dễ mắc phải sai lầm, kết quả là không hoàn thành được nhiệm vụ đúng thời hạn. Và nếu như bạn gặp phải vấn đề gì khó khăn, bạn cũng nên báo cáo với cấp trên để được thông cảm, tránh để bị hiểu lầm và người thiếu trách nhiệm nữa nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Thân cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Điều này cũng sẽ khiến cho cái chuyện tình cảm của bạn không được như ý. Với bạn cảm thấy bất an vô cùng, lo lắng vô cùng, giữa hai người xảy ra quá nhiều vấn đề, lại thêm tình trạng xa mặt cách lòng. Tuy muốn gắn bó với nhau nhưng có thể sẽ gặp phải nhiều trở ngại nữa.
Vài câu quýt cho bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, vận trình ảm đạm do hung tinh vây hãm. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, kế hoạch về cầu tài hay là kinh doanh gặp ít nhiều trục trặc. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, tiền bạc bỏ ra như muối bọ biển, khó thu hồi được vốn. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, không thể nào tập trung vào công việc, dễ mắc phải những sai sót. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, bất an, lo lắng khi cái chuyện tình cảm của mình không thành. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 22, số 61, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ sáu ngày 16 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này làm cho bạn đang có điểm báo, có thể với bạn sẽ mất đi những lợi thế, những thế mạnh trong công việc, bao gồm cả uy tín của mình, chỉ vì sự cứng nhắc của bản thân. Với bạn sẽ bộ là mất cơ hội thăng tiến chỉ vì muốn làm mọi thứ theo quy định, nguyên tắc mà quên đi sự thật rằng có rất nhiều trường hợp cần phải có sự linh hoạt. Mọi việc diễn ra không như ý khiến cho bạn tuổi Dậu có phần cực đoan, khó gần, bản mệnh dễ nổi nóng hơn thường lệ, nhất là khi có ai đó đi ngược lại với ý kiến của mình, khiến cho mọi người không dám tới gần trò chuyện với bạn như trước. Và đây cũng là lý do khiến cho bạn tuổi Dậu có thêm kẻ ganh ghét, các mối quan hệ ở nơi làm việc cũng dần xa cách. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này cho thấy cái chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy đều là những người có độc lập, có cái tôi cao, đó cũng là lý do gây ra những mâu thuẫn giữa bạn và người ấy. Vốn là những vấn đề hết sức bình thường vì cá tính mỗi người khác nhau, cho nên rất khó để một trong hai chịu nhún nhường và thông cảm cho đối phương. Mối quan hệ vì thế mà cũng trở nên ngày càng căng thẳng. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy có thể sẽ mất đi những thế mạnh trong công việc vì sự cứng nhắc. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa bỏ lỡ cơ hội thăng tiến vì thiếu đi sự linh hoạt. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ tâm trạng có phần cực đoan, dễ nổi nóng hơn thường lệ. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc các mối quan hệ ở nơi làm việc dần dần xa cách. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, mối quan hệ tình cảm trở nên ngày càng căng thẳng. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 30, số 71, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu bạch kim, màu ghi, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ sáu ngày 16 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày tài lộc có dấu hiệu thăng hoa rực rỡ, tài lộc vượng phát, tiền bạc được dư dôi, lộc lá ào ào đổ về nhà mà không phải suy tính quá nhiều với chuyện chi tiêu. Với bạn cứ thoải mái làm theo ý của mình, miễn là trong giới hạn cho phép. Không những đổ bạc mà trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tuất còn đổ cả tình, khi bạn đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân che chở, tình duyên nhờ có quý nhân xuôi đường chỉ lối, cho nên đối với những người đang yêu nhau cuối cùng cũng sẽ tìm về được bên nhau, vượt qua mọi rào cản và khoảng cách ngăn trở hai người dù lớn đến đâu. Thêm vào đó, vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tuất, bạn sẽ chẳng để cho quá khứ ảnh hưởng tới hạnh phúc hiện tại của mình. Bạn luôn trân trọng những gì mà mình đang có ở hiện tại, bởi đó là những điều bạn đã nỗ lực không nhỏ để đạt được. Vậy nên, bạn hãy cứ tự tin bước về phía trước và đừng có quay lại phía sau. Tương lai ở phía trước và hoàn toàn nằm trong tay của bạn. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, tài vận có dấu hiệu thăng hoa rực rỡ, tiền bạc được dư dôi. Tử vi tuổi Bính Tuất
thuộc mệnh thổ, có thể chi tiêu được thoải mái theo ý của mình khi có lộc đổ về nhà. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, tình duyên được quý nhân soi lối cho nên vô cùng là suôn sẻ. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, người yêu nhau sẽ tìm được về bên nhau. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, nên trân trọng những gì mà mình đang có ở hiện tại. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 77, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ sáu ngày 16 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày có được sự hậu thuẫn lớn lao từ tam hợp thái tuế. Với bạn tuổi Hợi, bạn thể hiện được sự nhanh nhạy và thông minh của mình khi nhanh trí giải quyết được những vấn đề xảy ra bất ngờ. Mọi người khen ngợi về tài năng cũng như là khả năng vượt trội của bạn là điều hoàn toàn xứng đáng. Và trong ngày thứ sáu này, với bạn tuổi Hợi, với ý chí và quyết tâm cao độ như vậy, ngày hôm nay với bạn sẽ đạt được những gì xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Và bạn biết rằng chẳng có điều gì là không thể, có công mài sắt có ngày nên kim, cố gắng bỏ ra rồi bạn sẽ được đền đáp bằng thành công tương xứng. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, điều này cũng sẽ giúp cho bạn sớm tìm kiếm được tình yêu và hạnh phúc của đời mình. Và nếu như bạn đang còn độc thân, sẽ có được cơ hội gặp được người đồng điệu về tâm hồn. Việc bạn cần làm là hãy lắng nghe trái tim của mình mách bảo lựa chọn một người cùng chung đôi trong suốt chặng đường đời còn lại. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, thể hiện được sự nhanh nhẹn, thông minh khi giải quyết những công việc. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, được khen ngợi nhờ khả năng giải quyết vấn đề bất ngờ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, đạt được những gì xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, cố gắng bỏ ra được đền đáp bằng thành công tương xứng. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, sớm tìm kiếm được tình yêu và hạnh phúc của đời mình. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 75, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Tỵ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.